chờ mình sẽ tiếp tục mình đốt con cá mình quăng trong cái hang này nữa nha các bạn. Thử coi có bắt được nó không nha. Chào tất cả các bạn nha mọi người nhé, để đến với kênh Quý Nguyễn Vlog của mình nha các bạn. Hôm nay mình ra vườn mình bắt mấy con chuột nó đào những cái mô bơ mình các bạn. Nó khóa banh những cái mô cây bơ mình chân. Đây là những cây bơ mà mình mới trồng đây nè. Đây là những cây bơ này nè. Nó đào hang ăn với mô á. Hôm nay mình sẽ ra mình bắt những con chuột rồi cho các bạn xem nha. Và cách thức bắt mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Và mình sẽ bắt những con chuột mà nó đào hang ở dưới những cây bơ mình xem các bạn. Mình sẽ bắt bằng những cái phương thức này các bạn. Đây. Đây các bạn có thấy trái pháo này không? Ở đây người ta thường gọi là trái pháo banh nha các bạn. Cái này nè. Trái pháo banh nha. Cái này bữa mình đi Châu Đốc các bạn. Mình đi Châu Đốc có một người quen của mình ở trên Châu Đốc á, người bạn mình cũng như là người bạn mình quen ở trên YouTube thôi. Đó, mình đi Châu Đốc mình quay clip. Cái anh bên đó ảnh là người Khmer. Đó, ảnh đã cho mình thử năm cái trái này nè. Mình về mình test thử. Cho nên hôm nay mình quyết định mình lấy 5 cái trái pháo banh này ra nè. Mình sẽ test, mình bắt hang, bắt những con chuột nằm trong hang. Những trái pháo này mình sẽ đốt bỏ trong hang để bắt thử con chuột coi. Coi những con chuột này nó có thể nó chạy ra khỏi hang không nha các bạn. Sau đây mời tất cả các bạn và mọi người theo dõi video của mình nha. Và mình cũng khuyến cáo gần với các bạn nha các bạn. Chúng ta không nên làm theo nha. Cái này nó cũng nguy hiểm đó nha các bạn. Mình khuyến cáo với tất cả các bạn và mọi người là không nên bắt chước làm theo những cái video này nha. Và sau đây mời các bạn theo dõi video mình nha. Đây các bạn, đây là cái vườn bơ mình đang trồng nè. Này những cây bơ vườn nhà mình đang trồng đó. Mà cái cỏ lên mịt mù quá. Cho nên bây giờ những con chuột nó lộng hành quá trời luôn, nó đào ở dưới những cái mô bơ mình vậy nè các bạn. Những cây bơ vậy nè. Ở ngoài vườn thấy nó rậm không? Nó đào hang ở dưới những cái cây bơ này nè, làm những cái cây bơ nó suy kiệt. Nó cắn những cái rễ cây bơ nó ăn. Cho nên là mình hôm nay mình quyết định mình sẽ ra mình bắt những con chuột ở trong hang này. Nó đào hình như là 3-4 hang luôn các bạn. 3-4 hang những cây bơ này luôn nè. Đây mình ra mình sẽ quay một cái cây bơ nó đào hang như này nè. Mình chuẩn bị mình bắt nó. Mà mình hôm nay mình sẽ bắt nó bằng cách thức là mình sẽ dùng những cái viên pháo banh này nè, mình bắt nó cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ quay cái mô mà có cái hang cho các bạn xem. Đây các bạn. Thấy cái, các bạn thấy cái đường mòn nó ăn không? Cái hang đó nè. Nó. Hang nó phá banh những cái mô cây bơ nữa hết trơn. Các bạn thấy nó cắn không? Nó cắn đứt những cây rễ bơ mình hết trơn nè. Rễ bơ non đang lên mà nó cắn đứt hết trơn luôn không? Đó. Đây là một hang nè, mình sẽ quay ở đây một hang đó cho các bạn xem. Còn đây hang nữa nè. Đây là cây bơ nữa, các bạn thấy nó ăn dưới cây bơ. Nó đào hang nó ăn dưới cây bơ, cho nên hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ ra bắt những con chuột này. Như là 3 con các bạn, mình kiếm nãy là được 3 cái hang. Còn ba mình đang phát cỏ ẩn. Đấy, mình nhớ ở đâu ở đây nè, mình kiếm có một cái hang nữa nè. Trong cái vườn bơ này. Cỏ này các bạn thấy không, đây nè, đó nó bự đắt bít bụng hang luôn nè. Đó các bạn thấy cái không, còn ở trong cái lỗ này nè, mình sẽ lấy gần cảnh cho các bạn xem nè, nó đùng bít cái hang lên nè. Hiện tại là trong đây là có một con chuột nằm trong đây nè các bạn thấy không, nó đùng bít cái hang lại nè. Nè trong đây nè, nó đùng đắt kìa, các bạn thấy móp sập trong đây không, rồi mình sẽ móc ra mà mình thử bắt nó cho các bạn xem. Còn ở đây một hang nữa, nó phá hại mùa màng nhiều lắm các bạn. Ok đây nha, hiện tại ba mình đang phát cỏ nữa. Đây cái hang này nãy mình mới lấy cỏ mình nhét cái hang lại nè, coi đây nè, hang này nè các bạn thấy không? Cái hang này rất là bự luôn, rất là rộng. Một hồi mình sẽ lấy những cái viên pháo này nè, mình test, mình bắt thử cho các bạn xem.
là ba cái hang. Sau đây mình sẽ bắt đầu mình lấy những viên pháo này, mình sẽ bắt nó nha các bạn xem nha. Giờ trước tiên mình lấy cái đống cái cục cỏ này mình nhét cái hang này lại đi, để hồi nó chạy ra mắt các bạn. À, các bạn biết làm sao mà vườn mình nó có chuột nhiều chứ không? Ở dưới vườn là rau mát, còn ở trên này thì mình chưa có phát cỏ, thì hiện tại cho nên nó rất là nhiều chuột lên đây nó phá luôn. Ba hiện tại ba mình đang phá khúc gần đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào đây mình lấy những viên pháo này, mình sẽ đốt và bắt những con chuột này cho các bạn xem nha. Mời các bạn theo dõi video mình nha. Bây giờ mình sẽ thử đốt cái viên pháo này cho các bạn xem, mình đốt mình bắt nó. Mình đốt mà mình quăng trong cái hang thử coi nó có chết không nha các bạn. Các bạn ơi, khói mịt mù hết trơn rồi, mình không biết nó trong đây nó có chết không nữa. Khói bay mịt mù hết trơn. Có thể là mình đốt như vậy là nó chết nó ngộp trong đây luôn rồi. Không biết làm sao để bắt được nó nữa. Khói trong đây rất nhiều luôn, có thể là mình dục cái viên pháo vô có thể nó tức hơi nó chết trong đó luôn các bạn. Làm sao để bắt nó ra, nếu mình đào thì sẽ thương cây bơ này. Cây bơ này nè các bạn thấy không, nếu mình đào thì nó sẽ hư cái cây bơ này, cho nên mình sẽ không dám đào đâu. Và có thể là mình bây giờ sẽ lắp cái miệng hang lại luôn, tại mình dục cái viên pháo có thể là nó tức hơi nó chết rồi. Mình hy vọng là nó sẽ không còn phá những cái mô bơ này nữa nha các bạn. Lắp nó lại luôn. Rồi giờ mình sẽ qua cái cây tiếp theo nha. Có một cây có mô tiếp theo nữa, mình bắt nó tiếp. Còn những các bạn hay gọi không? Đây nè. Những con chuột nó phá nó ăn hết trơn vậy nè. Nó cạp nó ăn phá những cái ổi này hết. Hai trái ổi nữa cắn không còn nữa trơn. Cái này nó ăn banh bên đây luôn rồi không? Nó ăn không còn vậy luôn. Ăn banh chành những cái trái ổi hết trơn, nó phá mùa màng rất là nhiều luôn. Nên không phải mà lý do mình muốn bắt nó đâu các bạn, tại nó phá mùa màng quá các bạn. Nè đây nè, ban đêm này nó mới ăn nè, là cái này là nó mới ăn đêm hôm qua luôn nè, còn mới chát luôn nè, nó cạp cắn banh trái ổi chân vậy đó. Nên các bạn thấy nó phá cái đó đó. Nên hôm nay mình phải quyết định mình bắt nó hết luôn, và mình tiêu diệt nó luôn. Ba mình thì đang phá cỏ kia, mình hôm nay mình con nào những trong hang mình sẽ bắt nó bằng mọi phương thức. Và bây giờ mình sẽ lại một cái mô tiếp theo nè. Mô này cũng có, các bạn thấy nó bùng đùng đất ra. Ở ngoài miệng hang nó bích đùng lên rồi. Có thể là trong đây là còn một con chuột trong đây nó trốn nè. Giờ mình sẽ mồi mồi cái lỗ hang nữa nha. Nè, nó đùng lên rồi. Nó trốn rồi nè. Mình mồi ra. Thử coi mình được pháo gì mà nó chết. Chết. Tức hơi mới nó chết không? Chết. Nó khôn quá nó bích. Nó ăn đứt mấy rễ cây bơ thôi. Đó. Biết nó có hàng ngách đâu, bà đông bà coi có hàng ngách mà. Nó tha đậu, bạn thấy nó tha đậu vô ăn không? Nó tha đậu vô ăn mà, nó cắn những cái đậu nó ăn lên. Trái nó ăn. Lựa trái khô nó không ăn, nó ăn những trái tư không. Con này là thì có trong đây. Sẽ cố gắng mình có thể bắt được không cho các bạn xem nha, cắn banh ghế bơ hết chưa.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đốt con cái mình quăng trong cái hang này nữa nha các bạn. Thử coi có bắt được nó không nha. Khó mình bầu quá trơn. Không biết nó tức hơi nó có chết không nha các bạn. Mà các bạn khói khói nó ra. Cho nó tức nó chết á. Nó ra không ra mà nó tức hơi nó chết nó luôn. Này, khói trong hàng ra trắng phiếu dần các bạn. Có gà trắng phiếu trong hang chân mà không biết là nó có chết trong đây không thôi. Cái viên đầu tiên mình mới đốt á. Trời nó chết ngộp luôn, khói dữ lắm, khói vô dữ lắm trong. Sự ngộp chết trong đó luôn rồi. Nếu cái này mình bắt sống nó không được các bạn, có thể là mình cho nó chết trong đây luôn. Để cho nó bớt khóa những cái bờ, các bạn thấy nó cắn không nè, cắn cái bờ đứt rễ chân nè, những cái rễ này là những cái rễ cây bơ nè các bạn ha, rễ mình lấy cái cây này rồi các bạn coi nè, cái rễ những cây bơ con mới ra nè, nó cắn banh những cái rễ chân đó, nó phá hại mùa màng rất nhiều cho nên mình mới tiêu diệt nó chứ không phải mình cũng muốn tiêu diệt nó nữa các bạn. Mình thử còn một viên tiếp theo nữa rồi mình sẽ đốt thử nó một viên nữa nha. Mình sẽ đốt cái viên tiếp theo mình quăng cho nữa. Mà lấy cục đất này, bịt miền hang lại. Khói mịt mù hết rồi. Này chết, cảm tức nó chết. Có thấy tức hơi nó chết này luôn. Khói nó gào qua tới bên kia luôn. Bởi cái hang bên đó là ba bích lại ba gài đó phải không? Mà nó không ăn phải không? Ừ. Nó đào thêm cái hang mới rồi nó đùng lên đây nó bích lên không? Con này nằm còn nằm trong đây nè. Nó chưa ra được đâu, còn nằm ở đó. Không biết cách thức nào để mình bắt được nó các bạn. Ở trong đó vậy đó coi. Đi lán lứt vô mà đi đường này xin. Còn nếu mà mình đào cái cây bơ này ra thì nó sẽ hư luôn cây bơ, mình đào cái mô ra là nó sẽ hư cây bơ nên mình không thể đào được. Không biết sao để bắt được nó, có thể là từ giờ mình dục vô hai trái nè, nó tức nó chết rồi, nó tức hơi, cái hơi nổ của cái trái phá banh này là các bạn, là mình dục dưới mương, có mương có cá không, nó nổ một cái là cá nó tức hơi nó chết cá luôn các bạn, cái lực công phá nó rất là mạnh đó, có thể là nó chết nó không có ra luôn các bạn. Thử mình moi coi. Rất là sâu. Nó ăn lòn mới gắt là sâu luôn. Lòn hai ba ngách luôn. Ha, đi đường luồn. Đi đường luồn vòng qua bên đây. Mình sẽ lại tiếp cái hang tiếp theo nha. Đây là hang tiếp theo nữa các bạn. Cái hang tiếp theo hồi nãy mình lấy cỏ mình bít cái hang này rồi. Giờ mình sẽ móc cái bịch cỏ này ra. Nè, cỏ này. Thấy không? Hang là bự hơn cái hang những hang kia luôn. Cái hang này mà nếu mà bắt được con chuột này là con chuột này rất là bự. Mà mình thấy như hầu như là cái viên khóa banh này nè.
mình bắt nó không hiệu quả các bạn. Nếu mình bơm nước vô nó hiệu quả hơn là mình bắt viên khó banh này. Không, viên khó banh này mình dục vô là nó chỉ có nó tức hơi, có thể là nó chết trong hang thôi chứ nó không có thể ra được luôn. Cái hang này rất là sâu luôn, cái hang này vô sâu lắm. Hang này có thể là con chuột này bự lắm. Mình sẽ dục cái viên khó banh này rồi ha, mình lấy mình sẽ lấy cái nồi cỏ mình nhét lên. Nhét không kịp, mình nhét hơi đi ra xuống cây. Thôi dỗ ra tức cây. Khô. Mệt mù hết, lúc có chết luôn. Hiện tại dòng hàng khói mệt mù hết, mình không thấy nó phóng nó chạy ra nữa coi. Đâu biết đâu. Thôi, mình sẽ đốt thêm một viên tiếp theo nha bạn. Viên này là viên này là viên cuối cùng rồi. Thử coi mình có bắt được những con chuột trong đây không nha. Nhét không? Phải khỏi, con cục này nhỏ là nhét nó đủ rồi. Viên này mình sẽ cố gắng mình đút sâu hơn nữa. Nếu con chuột này trong mây nó còn sống rồi có thể nó chết luôn mây, các bạn không có thể không ra được đâu. Chết không sống cũng mày còn có cũng chết tức khờ chết. Cái sức công phá của viên khó banh này nó rất là mạnh, mình dục xuống nước mà cá nó nổ mà cá còn phình bụng này. Con chuột này ở trong hang mà dục như nó nổ chắc hơi nó chết luôn mấy. Nó không, những con chuột này không có hang ngách nha, mà chỉ có hang những cái hang đầu hang vậy thôi à. Không thấy nó ra luôn mà, có thể là nó chết trong đây luôn mà. Khối mịt mù trong này hết trơn. Cái răng của con chuột này nó rất là mà cứng luôn, các bạn thấy không? Cái rễ cây nó bự cái này nè, nó cắn bứt luôn cây rễ cây luôn, cắn bứt ngọt xớt luôn. Cho nên ha, cái răng của nó khóa mùa màng rất là nhiều luôn. Ổi mình trồng đây các bạn, nó cắn nó khóa banh những cái ổi hết trơn luôn, không còn chỗ chỗ nào luôn. Nên hôm nay mình mới quyết định mình đem những cái viên khóa banh mà ông anh ở bên Campuchia ông cho mình lúc mình đi Châu Đốc, lúc mình đi Châu Đốc mình quay clip á, ảnh có cho mình 6 quả nhưng mà mình thử ở nhà hết một quả rồi. Còn 5 quả mình đem ra mình thử những chuột này coi nó có chết không. Nghi là trong đây nó sẽ chết trong hang luôn rồi. Bạn thấy trong hang còn khói không? Khói bích trong hang hết. À, các bạn ơi, và cái kết quả cuối cùng các bạn, mình không có bắt được hết con chuột nào hết trơn á. Có thể là cái sức công phá của cái viên khó banh các bạn nó mạnh quá, cho nên là mình khi mà mình ném vào trong hang mình bích cái hang lại có thể là nó tức hơi con chuột nó chết trong hang luôn, nên mình không thể bắt được con nào để cho các bạn xem hết. Trong ba cái hang chuột này là mình đã dùng 5 viên pháo mà mình không có bắt được con nào hết trơn, có thể là nó chết trong hang luôn rồi. Hôm qua lúc mình ra mà thấy đậu các bạn nó còn chạy ào ào vậy đó, nó chui vô hang á, nên hôm nay mình quyết định ra bắt nó nè, nhưng mà cuối cùng cũng bắt nó không được luôn.
Và thôi, mình cũng xin kết thúc video này nha các bạn. Và nếu các bạn thấy yêu thích video của mình, và các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ những video theo mình nha các bạn. Và các bạn đừng quên like và chia sẻ những video cho tất cả mọi người biết nha các bạn. Và mình cũng khuyên tất cả các bạn và mọi người luôn, mình đừng có nên làm theo clip giống như mình nha. Nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Để cái viên khóa banh đó, chiếc công khóa nó rất là mạnh, mình thấy còn kinh khủng các bạn. Cái ông mình ở bên Campuchia ông cho mình, hôm nay mình mới về mình thử cho các bạn xem, mình thấy nó chiếc công khóa mạnh quá, nguy hiểm lắm. Mình khuyên các bạn đừng nên làm theo nha. Và mình xin kết thúc video đây. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ những video mới nhất của mình ra cho các bạn xem nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.